Hi, xin chào các bạn, chào mừng quý cô bác anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Hono Sài Gòn. Hiện tại là em đang có mặt trên đường Nguyễn Trãi, một trong những cái con đường được gọi danh là phố thời trang trọng út và lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Trãi thì nằm trên phường 3, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Thì còn một hai hôm nữa thì cũng đến Noel rồi đến Tết Tây. Nhưng mà cái con đường này thì anh chị thấy cũng vắng lặng khá là nhiều so với mọi năm, và vắng lặng bởi vì ảnh hưởng dịch của Covid-19 thì tình hình bà con mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc kinh tế, trong cuộc sống, nên là tình hình mua sắm cuối năm cũng chưa có thật sự là sôi động và khả quan. Thì cái con đường này nó đỉnh điểm và nhộn nhịp nhất có lẽ là trước Tết Nguyên Đán khoảng 2 tuần các anh chị, tức là khoảng sau cái ngày đưa ông Táo về trời thì cái con đường này bắt đầu nó nhộn nhịp và nó sầm uất hẳn lên. Lúc đó thì người dân sẽ tập trung về cái con đường Nguyễn Trãi này mua sắm quần áo mới cho mình để có những bộ quần áo đẹp súng dính cùng bạn bè và người thân trong những cái ngày Tết cổ truyền. Thì năm nay ảnh hưởng tình hình dịch bệnh khá là nhiều nên bên văn phòng chính phủ vừa thông báo mới của Thủ tướng Chính phủ về cái Tết năm nay đó các anh chị, thì có vẻ là sẽ một cái tin không vui cho rất là nhiều người về việc cái Tết năm nay như thế nào. Thì em cũng sẽ chia sẻ nhanh đến cho các anh chị xem cái thông tin mới nhất của văn phòng Thủ tướng Chính phủ truyền đạt cái ý kiến của chỉ đạo của Thủ tướng về tình hình lễ hội cuối năm nha các anh chị. Phía trước các anh chị là một cái tiệm bánh ABC, tiệm bánh ngọt khá là nổi tiếng và bán rất là đông các anh chị. Thì theo như báo VN Express chia sẻ vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 thì không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Tết. Các địa phương không tổ chức hoạt động tập trung đông người, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý, Thủ tướng chỉ đạo. Ngày 22 tháng 12, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận nêu trên của Thủ tướng tại cuộc họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên toàn quốc. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca nhiễm, chuyển nặng và tử vong vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Trong một những nguyên nhân chủ yếu là còn tồn tại mầm bệnh trong cộng đồng. Người dân có tâm lý chủ quan, chưa tuân thủ 5K. Dự báo thời gian tới, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, biến chủng Omicron tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, đồng thời không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới. Vì vậy, chính phủ cho rằng người dân phải được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực y tế cơ sở, sẵn sàng trang bị nhân lực, thuốc điều trị, oxy. Vaccine là yếu tố chiến lược quyết định cả trước mắt và dài hạn đối với công tác phòng chống dịch. Thông báo nêu. Dạ, như vậy thì thông báo từ văn phòng chính phủ nêu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là không tổ chức hoạt động tập trung đông người trong dịp Tết. Các địa phương sẽ không được tổ chức các sự kiện lễ hội tập trung đông người vào những cái dịp Tết, Tết Tây và Tết Nguyên Đán. Nếu những tổ chức cá nhân nào vi phạm tổ chức những sự kiện tập trung đông người thì sẽ bị xử lý. Đó là cái thông tin mới nhất năm nay. Thì coi như là năm nay hết Tết rồi các anh chị, coi như năm nay là mất Tết rồi, không có địa phương nào được phép tổ chức các sự kiện vui chơi tại để tập trung đông người. Thì Tết mà, thì năm nay không được thì năm sau. Và tập trung đông người vào lúc này trước những cái biến chủng rất lây lan rất là nhanh của SARS-CoV-2 thì cũng khá là nguy hiểm. Chúng ta vui xuân có mấy ngày Tết thôi, nhưng mà cái hậu quả sau Tết thì nó khá là nặng nề đó các anh chị. Biết đâu số bệnh nhiễm tăng nặng hơn rồi số người tử vong cao hơn thì rất là tiếc.
thì mình vì chung tay chung trong cái cuộc sống xã hội này thì chung tay cùng cộng đồng giữ vững cái thành quả chống dịch cũng như là không cho dịch bệnh tiếp tục bùng phát lây lan, nhằm bảo vệ tính mạng cho bản thân mình, người thân và cho cộng đồng các anh chị. Thì đó là những cái thông tin mà em cập nhật mới nhất chia sẻ đến các anh chị, là năm nay là coi như là Việt Nam không tổ chức đón Tết Du Xuân rồi, không tổ chức những điểm vui chơi, không tổ chức những cái sự kiện để cho mà bà con mình tập trung vui chơi trong những cái ngày Tết. Thì đó là về mặt lãnh đạo. Còn về mặt cá nhân của mỗi người thì Tết vẫn là Tết, và Tết vẫn là những ngày nghỉ, những cái ngày tụ họp của anh em họ hàng gia đình, xin vui, gọi là xin vui ba ngày Tết mà. Nhưng mà chúng ta cũng phải thay đổi đi, thích ứng với tình hình mới và thích ứng với cái Tết mới, thì chúng ta cũng tụ tập vui chơi, nhưng mà gọi là vui chơi không quên nhiệm vụ phòng chống dịch các anh chị, không có gọi là ăn chơi sa đà như mỗi năm nữa, mà chơi ngắn gọn, tập trung và có kỷ luật. Và kỷ luật ở đây là kỷ luật về biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thì vui chơi xong 3 ngày Tết thì chúng ta phải đảm bảo sức khỏe, phải mạnh khỏe để rồi tiếp tục chúng ta tiếp tục cuộc sống, tiếp tục công việc học tập, tiếp tục công việc lao động của mình để mà duy trì cuộc sống về sau. Chứ chúng ta vui xuân xong 3 ngày Tết lại là bùng phát dịch bệnh rồi phải điều trị cách ly thì cũng rất là phiền và không ảnh hưởng rất là lớn đến với cộng đồng. Chính vì vậy mà chúng ta phải vui xuân nhưng mà không quên nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Thì thôi, có như năm nay không ăn Tết đi, ăn Tết gọn lẹ trong gia đình mình thôi, không có tụ tập, không có gọi là bài biện như mọi năm để mà ăn Tết từ nhà này qua nhà kia. Mình chỉ trong anh em họ hàng người thân của mình trong gia đình thôi các anh chị, để cùng chung tay cùng với các lực lượng chức năng là nhằm là khống chế và tiến tới là đẩy lùi cái dịch Covid-19 này. Đây là em đang quẹo qua đường Nguyễn Tri Phương, và các anh chị thấy cuối năm thì nhịp độ con người và tốc độ di chuyển trên đường cũng đông hơn, nhộn nhịp hơn lúc nào cũng vậy. Sài Gòn thì vào những cái tháng cuối năm như thế này thì nhộn nhịp hẳn lên, đông lên thấy rõ đó các anh chị. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái trung tâm gọi là đầu mối về các tỉnh miền Đông và miền Tây, nên là mọi cái sự hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm khá là nhộn nhịp. Nhưng mà năm nay thì dịch bệnh cũng đang bùng phát mạnh, nên là bà con mình cũng cảnh giác e dè và chuẩn hơn. Một số tuyến xe liên khách giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây thì cũng đã hoàn thành trở lại phục vụ đi lại cuối năm cho bà con mình. Nhưng thật sự thì cũng rất là vắng, rất là vắng, cũng ít có người dám đi xe anh chị, dám đi xe, sợ dịch bệnh lây lan trên xe cũng khá là cao, nên cũng khá là sợ. Với lại bây giờ thì người ta kinh doanh buôn bán online cũng khá là nhiều rồi, thanh toán cũng online, mua bán hàng cũng online. Bây giờ thì cứ gọi là gọi Zalo thấy hình thoải mái mà, đâu có tốn chi phí đâu. Nên bà con mình giới thiệu buôn bán hàng trên Zalo, trên Facebook cũng khá là nhiều, rồi gọi thấy hình để mà trực tiếp lựa những cái sản phẩm ưng ý trên Zalo luôn. Trong đó thì người bán hàng sẽ đóng hàng, gửi xe về tới địa phương của mình, thì mình chỉ việc kiểm hàng và thanh toán online thôi, cũng khá là thuận tiện chị. Nên bà con mình cũng đã hạn chế được cái việc di chuyển giữa các địa điểm với nhau cũng khá là nhiều trong cái cuối năm này. Chính vì vậy mà xe khách đã mở cửa hoạt động trở lại nhưng rất là vắng, thật sự là rất là vắng. Vậy thấy xe buýt bây giờ cũng đã chạy rồi, nhưng mà một chiếc xe buýt lớn như vậy thì cũng chỉ có 2-3 người đi thôi, là cũng khá là ngại đi xe, nó lạnh mà lúc này sợ lây lan trên xe.
tổ rồi các chị, khá là đông. Những cái ngày cuối đông như vậy thì đường người di chuyển trên đường khá là đông. Thì đa phần mọi người đều đã được tiêm hai mũi vaccine nên là bà con cũng không quá sợ COVID nhiều như là lúc trước. Nhưng mà dù sao thì cẩn thận cũng tốt hơn. Chỉ sợ là mình bị nhiễm rồi mang về gia đình cho những cái người lớn tuổi trong nhà, những cái người có bệnh lý nền thì cũng còn khá là nguy hiểm khi lỡ như bị nhiễm COVID đó các anh chị. Thành phố thì cũng đang lên kế hoạch tiêm mũi 3 cho người dân. Thì đang tiêm cho những người già, người lớn tuổi, người có bệnh lý nền trước. Thì sau đó thì từ từ sẽ tiêm tới những người thành phần còn lại để tiêm mũi 3, mũi tăng cường hiệu quả vaccine của COVID hơn. Thì vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 tới đây thì Việt Nam sẽ mở lại các đường bay quốc tế thường lệ để mà đón bà con kiều bào mình về quê ăn Tết, cũng như là đón khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam vào những cái dịp cuối năm. Nhưng mà năm nay thì chính phủ đã chỉ đạo là không tổ chức các sự kiện tập trung đông người ở các địa phương vào những cái ngày Tết Tây và Tết Cổ Truyền. Thì năm nay nói chung là cái Tết cũng kém vui đi rất là nhiều. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái biện pháp để mà bà con mình phòng ngừa dịch bệnh sau cái đợt Tết này. Những cái nước châu Âu hiện tại bây giờ thì người ta cũng có những cái biện pháp sẽ thắt chặt hơn sau cái lễ hội Giáng sinh cũng như là Tết Tây năm nay anh chị. Chứ tình hình dịch bệnh COVID nó đang lây lan khá là nhanh, như ở nước Anh tổng kết như ngày hôm qua ở Anh thì cũng hơn 100.000 hơn 100.000 ca nhiễm một ngày. Anh chị thấy tốc độ lây lan của con Omicron nó khủng như thế nào. Thì phía trước mặt anh chị là cầu vượt 3 tháng 2, cầu vượt giao lộ giữa Thành Thái, Nguyễn Tri Phương và 3 tháng 2. Thì cũng đã kết thúc cái con đường Nguyễn Tri Phương này. Em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây và hẹn gặp lại quý bác anh chị những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chào và hẹn gặp lại.